Cận cảnh địa điểm tổ chức đám cưới Ghinh Tuấn Kiệt và Buka, resort sát biển, không gian thơ mộng. Cách đây không lâu, Trường Giang từng úp mở chia sẻ đám cưới của Buka và Ghinh Tuấn Kiệt sẽ diễn ra ở một thành phố có biển, gần sân bay. Và mới đây, thông tin từ thiệp mời đám cưới của cặp đôi hé lộ sự thật đúng là như vậy. Buka và Ghinh Tuấn Kiệt sẽ làm đám cưới ở một resort 5 sao sát biển ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 4 tháng 11 tới. Một lễ cưới bên bờ biển là ước mơ của Buka và vợ chồng cô quyết định thực hiện hóa điều này. Theo những hình ảnh từ khu resort cho thấy, nơi đây có không gian rộng lớn, ngay sát biển và cách sân bay khoảng 10-15 phút đi xe. Tại khu resort có một rạp hát ngoài trời, công viên nước, hồ bơi, căn hộ, villa đầy đủ tiện nghi để Buka và Ghinh Tuấn Kiệt tiếp đón khách mời. Ngoài ra, resort này nằm ở vị trí khá riêng tư, phù hợp cho những bữa tiệc cưới ấm cúng, lãng mạn. Không gian bãi biển cũng rộng rãi, thoải mái để cô dâu chú rể dàn dựng tiệc cưới theo ý thích. Theo lịch trình, hôn lễ được Buka và Ghinh Tuấn Kiệt gửi đến quan khách. Buổi lễ sẽ bắt đầu từ 15h30 chiều với màn tiệc trà nhẹ, đến 16h30 làm lễ chính thức, 18h khai tiệc đãi khách và 20h sẽ là phần after party, nơi cô dâu chú rể quẩy nhiệt tình cùng khách mời đến dự. Trước Buka và Ghinh Tuấn Kiệt, một số cặp đôi sao Việt cũng chọn resort gần biển để tổ chức đám cưới như Đông Nhi ông Cao Thắng, Ngô Thành Vân Huy Trần, Minh Hằng chồng doanh nhân, Diệu Nhi anh Tú. Có thể thấy một đám cưới trong ánh hoàng hôn trên biển là không gian trong mơ của nhiều cô dâu chú rể muốn tận hưởng trong ngày trọng đại. Trộ tin Buka có bầu vì chi tiết này. Trên trang cá nhân, Phát La đăng tải một video ngắn hát chúc mừng Buka Ghinh Tuấn Kiệt khi cặp đôi thông báo kết hôn. Bên cạnh đó, anh chàng khiến dân tình tò mò khi tiết lộ lấp lửng về việc nữ diễn viên đang có tình vui. Phát La chia sẻ, tôi rất bất ngờ khi thông tin cầu hôn được công bố. Còn chuyện Buka có bầu thì hiện tại Phát La chưa dám nói. Sau khi các bạn đám cưới vào tháng 11 thì các bạn sẽ công khai, chúc cho Ghinh Tuấn Kiệt và Buka sớm có quý tử. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho rằng cặp đôi có song hỷ. Ngay sau đó, Ghinh Tuấn Kiệt đã lên tiếng đính chính phủ nhận tin đồn mang bầu. Đồn bậy đồn bạ, còn chưa đám cưới mà mọi người. Dù nhận về nhiều đồn đoán cặp đôi đã lên chức, thế nhưng trong những lần xuất hiện gần đây trước báo chí, Buka vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, mảnh khảnh và thoải mái tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Ghinh Tuấn Kiệt và Buka ấn định thời gian tổ chức đám cưới, khách mời sẽ gồm những nghệ sĩ nổi tiếng nào? Theo một số thông tin, hôn lễ của Ghinh Tuấn Kiệt và Buka sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, cụ thể là vào tháng 11. Hiện tại, hai nghệ sĩ chưa chính thức hé lộ về ngày giờ cụ thể cũng như địa điểm sẽ chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc. Tuy nhiên, trong đó chắc chắn sẽ có hôn lễ diễn ra tại quê nhà của cô dâu và chú rể. Ghinh Tuấn Kiệt và Buka có khoảng 4 năm hẹn hò trước khi quyết định cưới. Tuy nhiên, cặp đôi yêu đương trong âm thầm, không công khai dù khán giả nhiều lần soi ra những tín hiệu tình cảm. Trong công việc, Ghinh Tuấn Kiệt và Buka thoải mái đi show chung và gọi nhau bằng chị em với tư cách đồng nghiệp. Mặc dù vậy, ai cũng mặc định cả hai là một đôi. Đều là những nghệ sĩ có tiếng trong showbiz Việt, đám cưới của Ghinh Tuấn Kiệt và Buka dự kiến sẽ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự như Trường Giang, MC Đại Nghĩa, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Duy Khánh, Jun Phạm, Mạc Văn Khoa. Đây hứa hẹn là hôn lễ trình trang của showbiz Việt dịp cuối.